Đối với Bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Như vậy cho đến đối với 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với sắc chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lượng chẳng làm phi lượng. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây đối với sắc chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, con duyên ý đây nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, nương tựa Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa phải tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Đối với sắc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Đối với sắc chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm cho nhóm hợp, chẳng làm cho tan rã. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng. Cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng chẳng làm lượng, chẳng làm phi lượng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm rộng chẳng làm hẹp, đối với các Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm rộng chẳng làm hẹp. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với thọ tưởng hành thức chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Như vậy cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng làm mạnh chẳng làm yếu, đối với các Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng làm mạnh chẳng làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, nương tựa Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa khởi tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc làm lớn làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lớn làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật làm lớn làm nhỏ,
đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm lớn làm nhỏ, bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã. Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm cho nhóm hợp, làm cho tan rã, bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc làm lượng, làm phi lượng. Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm lượng, làm phi lượng, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm lượng, làm phi lượng. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm lượng, làm phi lượng, bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc làm rộng, làm hẹp. Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm rộng, làm hẹp, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm rộng, làm hẹp. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm rộng, làm hẹp, bát nhã ba la mật đa như thế. Đối với sắc làm mạnh, làm yếu. Đối với thọ tưởng hành thức cũng làm mạnh, làm yếu, cho đến đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm mạnh, làm yếu. Đối với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng làm mạnh, làm yếu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát này do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới hướng tới Đại Thừa, chẳng nương bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khởi tưởng như vậy. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm lớn chẳng làm nhỏ, cho đến đối với vô thượng chánh